Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Ngạo Thế Kiếm Thần. Thì đây là một tựa game auto H5 lấy đề tài tiên hiệp. Các bạn có thể chơi trên các nền tảng là smartphone và chơi ngay trên web không cần tải về. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Ok, thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần vào cái web là rc.ngạothekiemthan.vn. Đây là cái web mình có để trên màn hình. Sau đó các bạn tiến hành đăng nhập. Bạn nào đăng nhập rồi thì có thể bỏ qua. Sau khi các bạn đăng nhập xong, các bạn sẽ thấy hiện ra hai cái mục là sự kiện và đổi code. Các bạn nhấn vào đổi code và các bạn tiến hành chọn server và nhân vật. Các bạn lưu ý là các bạn phải chọn đúng thì mới thể nhận quà. Ok, thì gift code thứ nhất như sau: F78J45 F78J45 4B C74C. Đây các bạn, F78J454BC74C. F78J454BC74C. Thì đây là gift code thứ nhất. Thì các bạn có thể ngô hình lại để xem code và các bạn có thể bình luận code dưới để dễ dàng copy và nhập vào game hơn. Thì đây là gift code thứ nhất. Thì tổng cộng là có 7 gift code. Ok, giờ mình sẽ nhấn đổi nó. Bạn nhấn vào tiếp tục. Thì nó để đổi code thành công là đã đổi xong. Thì để nhân quà thì các bạn trở về game và các bạn tiến hành vào hòm thư. Đấy các bạn, các bạn nhấn vào cái phần dấu chấm đỏ đây, cái phần bạn bè đây, ở kế chữ về hành đó các bạn. Nhấn vào đây thì phần gift code này sẽ nhận các phần quà sau. Thứ nhất đó là code chung 1 sẽ nhận được là cây gương. Khi mở sẽ nhận được là 500 kim bảo, 500 ngàn xu, đá cường hóa 500, đang tọa kỵ 30, đang cánh 30. Thì đây là gift code thứ nhất. Thì gift code thứ hai sẽ nhận được là cái code chung 1 cũng sẽ nhận được các phần quà tương tự y hệt cái phần quà nãy. Mình sẽ nhận thư, mình sẽ nhận tất cả, mình sẽ nhận nó, mình nhận hết. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Ok, thì gift code thứ hai như sau. Để mà giờ các bạn nhấn vào trở về và nhấn vào đổi code tiếp. Gift code thứ hai là BE8C41F2CE17. Đây các bạn, gift code là BE8C41F2CE17. Thì đây là gift code thứ hai. Mình sẽ phóng to ra cho các bạn. Thì đây là gift code thứ hai nè các bạn. Đây. Thì đây là gift code thứ hai. Các bạn có thể dừng màn hình lại để xem code. Thì gift code là BE8C41F2CE17. Ok, giờ mình sẽ quay trở về. Thì các bạn cũng vậy, các bạn nhấn vào cái hòm thư. Thì gift code này sẽ nhận các phần quà sau. Là sẽ nhận được kim ngân bảo 1.000 xu, số lượng là 500.000, gương tăng bậc chọn số lượng 2, đang chuyển sinh cao số lượng 2, chìa trang bị số lượng là 10. Đây là phần quà có code chung thứ hai. Mình sẽ nhận nó. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba. Giờ gift code thứ ba như sau: 1JJ6A0F2JC91. 1JJ 1JJ 6A
0F2JC91. Đây là thùng viết có thứ 3, 1JJ6A0F2JC91. Các bạn, đây là viết có thứ 3, 1JJ6A0F2JC91. Ok, giờ mình sẽ nhấn vào đổi nó và chúng ta sẽ cùng trở về game. Giờ gift code này sẽ nhận được là phần quà code chung 3, code marketing 1 sẽ nhận được là kiên bảo số lượng 300, xu số lượng 10.000, gương tăng bậc chọn số lượng 1, đá cường hóa 100, đá tinh luyện số lượng 100. Thì đây là phần quà có gift code thứ 3 là code marketing 1. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 4. Giờ gift code thứ 4 như sau: 2FE51JB30J9J, 2FE51JB30J9J. Thì đây là gift code thứ 4. Gift code là 2FE51JB30J9J. Thì mình sẽ dừng lại một chút cho các bạn xem màn hình để các bạn trên hình có thể thấy rõ nó. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhấn vào tiếp tục và cùng mình trở về game. Và các bạn đợi một chút thì phần quà nó sẽ được gửi về hòm thư và các bạn nhấn vào. Thì gift code này sẽ nhận là code marketing 2, sẽ nhận được là kiên bảo số lượng 300, xu số lượng 10.000, đang tân bậc chọn số lượng 10, đang SP số lượng 2, đang chuyển sinh cao số lượng là 2. Thì đây là phần quà của gift code thứ 4. Đây là gift code thứ 4, mình sẽ nhận nó. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 5. Thì gift code thứ 5 như sau: FFB F2030AB35, FFB F2030AB35, FFB F2030AB35. Thì đây là gift code thứ 5. Gift code là 2 số chữ F, BF2030AB35. Ok, giờ mình sẽ đổi nó, mình sẽ nhấn tiếp tục và mình sẽ vào game. Giờ gift code này là phần quà code marketing 3, số lượng sẽ nhận được là kim nguyên bảo số lượng 300, xu 10.000, đang FP số lượng 2, băng linh FP số lượng 3, chè trang bị số lượng là 15. Thì đây là phần quà của gift code thứ code marketing 3 là phần quà gift code thứ 5. Ok, giờ mình sẽ nhận nó và mình sẽ đến với gift code kế tiếp. Giờ gift code thứ 6 như sau: 038 038 19 E E 9 E E F 0, 0 3 8 19 E E 9 E E F 0. Thì đây là gift code thứ 6. Giờ gift code thứ 6 là 0 3 8 19 E E 9 E E F 0 0 3 8 19 E E 9 E E F 0. Thì đây là gift code thứ 6. Gift code thứ 6. Ok, giờ mình sẽ đổi nó và mình sẽ trở về game để nhận phần quà. Thì gift code này sẽ nhận được là code marketing 4, sẽ nhận được là kim nguyên bảo số lượng 300, xu số lượng 10.000, đang linh hê sơ số lượng 10, đang ma hê sơ số lượng 10, linh hê sơ số lượng là 5. Thì đây là phần quà của gift code thứ 6. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 7, gift code cuối cùng. Gift code như sau: 04C94J F79787, 0 04 C
94JF79787. Thì đây là gift code thứ 7 và cũng là gift code cuối cùng. Thì gift code là 04 C94JF79787. Bây giờ mình sẽ đổi nó và mình sẽ trở về game. Các bạn đợi một chút. Thì đây là gift code cuối cùng, gift code thứ 7. Đây là code marketing 5. Code sẽ nhận được là kiên bảo số lượng 300 xu, số lượng 10.000, đồ giám chọn số lượng 3, ngọc công level 1 số lượng 3, ngọc HP level 1 số lượng 3. Thì đây là phần quà của gift code cuối cùng, gift code thứ 7, code marketing 5. Ok, giờ mình sẽ nhận nó. Và giờ mình sẽ mở code ở trên màn hình. Thì tổng cộng có 7 code. Thì khi nào có thêm cái code mới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tổng cộng là 7 code. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và nhập cái code thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.